Và bây giờ, chương trình của nhóm The Friend Xuân và Tuổi Trẻ bắt đầu. Cho lòng thân tình ta cả đón mừng xuân bắt đầu.
Minh Thắng xin thay mặt toàn thể anh chị em nghệ sĩ của nhóm The Friend xin hân hoan kính chào quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật vui và đón một mùa xuân mới đầy an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, ca khúc Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ La Hối đã do các bạn trẻ, những mầm non của nhóm The Friend trình bày gửi tới quý vị. Kính thưa quý vị, một bạn trẻ mà nhóm The Friend mới tiếp nhận đó là Kevin Phan. Dạ, Bảo Ngọc, Phạm Tuyên, Duy Ái, Duy Vũ và em bé tên gì? Quốc Nam. Quốc Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì đây là các bạn là một mầm non của nhóm The Friend. Thì em bé Kevin Phan có một lời nào để gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay không? Dạ, kính thưa quý ông bà, các bác, các cô chú và các anh chị em, nhân dịp xuân về, chúng con xin kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ như ý, và cần nhất là có nhiều sức khỏe.